Và đây là món casino. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail, classic cocktail ha. Và món này khá là nổi tiếng, tên là casino. Món này được lần đầu tiên xuất hiện ở trong cuốn sách Recipes for Mixed Drink của Hugo R. Engsland vào năm 1916. Sau đó nó lại xuất hiện thêm một lần nữa trong cuốn sách của Harry Crackdoor, The Savoy Cocktail Book vào năm 1930. Món này tên là Casino và cả hai lần xuất hiện thì trong cái công thức đều ghi là Old Tom Gin. Và đó là gin gì thì lát nữa mình sẽ nói cho các bạn nha. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Và về thành phần của món này thì mình sẽ cần đầu tiên là một chai rượu gin. Ở đây thì mình xài Gordon London Dry Gin. Rồi trong công thức thật ra người ta sẽ yêu cầu là Old Tom Gin, nhưng mà Old Tom Gin với mình thì mình hơi khó tìm Old Tom Gin một xíu, và cũng không quá nhiều công thức sử dụng Old Tom Gin á. Nó thì mình sẽ giải thích luôn cho các bạn là Old Tom Gin và là gì, London Dry Gin là gì và Geneva là gì. Thực ra London Dry Gin hiện tại nó nắm gọi là sao ta, nó là những cái brand rất là phổ biến mà các bạn có thể thấy là Tanqueray, Bombay Sapphire, Gordon Beefeater, Hendrick đều là London Dry Gin hết. Và đây là một trong những loại gin ấy, là London Dry Gin là hiện tại là cái loại gin phổ biến nhất ở trên thế giới. Ngoài ra Geneva là một cái loại là tiền thân của rượu gin. Còn Old Tom Gin thì cũng là tiền thân của London Dry Gin, luôn xuất hiện trước London Dry Gin. So với lại London Dry Gin á, thì nó sẽ mình để Geneva ở đây nha, và mình để Old Tom Gin ở đây, thì so với lại London Dry Gin thì Old Tom Gin nó sẽ hơi ngọt hơn. Tức là trong rượu á, thì các bạn có thể thấy là dry, người ta thường hay nói là cái chai này nó dry quá, hay là cái chai này nó sweet quá. Tức là đó là cái cách mà người ta nói về nói thường nó dry là sao, nó dry là nó khó uống, nó bị kiểu nó gắt quá và nó khô quá, nó khó uống quá. Còn sweet thì nó sẽ hơi ngọt ngọt hơn một xíu, thì Old Tom Gin thì nó sẽ hơi ngọt hơn London Dry Gin một xíu, nhưng mà so về độ ngọt thì Geneva sẽ là ngọt nhất. Nhưng mà trên thị trường hiện tại thì nó sẽ London Dry Gin chiếm thị phần nhiều nhất. Còn lại cũng có một vài những cái brand sản xuất Old Tom Gin và Geneva, nhưng mà nó không quá nhiều, cho nên là mình sẽ sử dụng London Dry Gin nha. Tiếp theo là Maraschino Liquor. Maraschino thì mình sẽ xài của hãng Luxardo. Luxardo cũng là một trong những hãng sản xuất rượu mùi, nhưng mà nó chọn lọc cái mùi mà nó sản xuất, thì trong đó là có mùi Maraschino. Maraschino là mùi của quả anh đào Marasca, và nó xuất hiện nổi tiếng nhất, cái chai này xuất hiện nổi tiếng nhất trong món Hemingway Daiquiri. Thì hồi trước giống như hồi trước mình đã hướng dẫn cái món này rồi, nhưng mà thật ra đối với cá nhân mình thì mình không thích cái mùi này lắm, nhưng mà mình chưa biết nó sẽ kết hợp chung với lại mấy thằng này như thế nào, nhưng mà bản thân mình thì mình chưa thích nó lắm. Tiếp theo thành phần nó sẽ là orange bitter, và cuối cùng là một ít lime juice. Yep, món này thì các bạn không thấy là không có sugar syrup nha. Ok, bắt đầu pha thôi. Món này thì mình sẽ lát nó lên nha, cho nên là mình sẽ ướp ly và ướp shake. Rồi, ướp shake nha. Đầu tiên mình sẽ cho vô đây là 45ml của gin. Nếu có Old Tom gin thì các bạn nên xài Old Tom nha. Rồi, tiếp là mình sẽ cho vào đây là 22,5ml của Maraschino liquor. Sau đó là mình sẽ vặn vào đây 15ml của lime juice. Lime juice và 2 dash của orange bitter. 2 dash. Thử đây nha. Mình nghĩ là có thể nó sẽ cân bằng, bởi vì nó sẽ cân bằng với lại cái ngọt của maraschino. Khá ok. Kỹ lần.
cái mùi Maraschino, nó cái mùi của Maraschino liqueur nó không quá hấp dẫn mình thôi. Lắc lên. Sẽ hơi chua nha. Cái vị nó sẽ hơi chua. Double strain it in a glass. Rồi. Mình trang trí nó với lại một trái cherry nha. Cherry, you cocktail lúc nào cũng sang hết. Và đây là món casino. Ok, thử nha. Cái mùi của maraschino và gin. Mùi cam cũng khá là nồng. Ê, nhưng mà cái mùi cam nó đi với lại cái mùi của maraschino khá là hợp nha. Cái món này nó sẽ hơi, đối với nhiều người nó sẽ hơi chua. Đối với mình thì nó gọi là sao ta, đối với mình thì mình sẽ hơi, mình cảm thấy nó hơi chua một xíu thôi, nhưng mà đối với nhiều người nó có thể hơi chua, tại vì cái vị của mình nó hơi chua chua. Nhưng mà phải nói là đúng là cái mùi gin, mùi maraschino và cái mùi của orange bitter đi với nhau khá là hợp. Hợp, nhưng mà nó vẫn không phải là một cái favorite của mình, tại vì cái mùi maraschino nó hơi bị kiểu khó chịu. Và đây là món casino. Ok, nói chung là không quá dở, nhưng mà mình sẽ không pick món này cho mình. Và đây là món casino. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi đến từ bây giờ nha. Nhấn like, share và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video mình đang làm nha. Muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description. Muốn mua dụng cụ pha chế cũng nhấn vào link dưới đó luôn. Tham gia nhóm để có thể chia sẻ nhiều cái kiến thức pha chế rượu với nhau tại nhà. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.